Sáng ngày 22 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Ngày hội thu hút hơn 200 đoàn viên công đoàn là công chức, viên chức, người lao động các sở ban ngành tỉnh và sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tham gia. Bên cạnh đó, ngày hội còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của một số người dân lao động tự do tình nguyện hiến máu. Kết quả đã có hơn 190 đơn vị máu được hiến.